Chào tất cả mọi người, mình là Anna và hôm nay mình sẽ ăn chăm và gùi. Tết gùi thì tết gùi này rất là mắc và chỉ ở dưới quê mới có và không phải quê nào cũng có, ở quê mình có. Hay là cái chăm này chắc nhiều người cũng biết. Ok, let's go, ăn thôi. Chát ngọt ngọt. Ok, cái này thì ăn nhiều rồi nhưng mà mình thử cái này thì mình ăn cũng nhiều lần rồi. 2000 years later. Nhưng mà nay mới ăn lại, nay về quê mình mới ăn lại. Ở đây nhìn khung cảnh mọi người cũng biết rồi, ở Sài Gòn hình như không có. Đây, bên trong nó vậy nè. Ở bên trong nó vậy nè. Nó có hộp. Ăn thì mình nuốt hộp luôn mới ngon. Nó vừa chua vừa ngọt. Rồi nó có mùi đó. Nói chung là mình không có diễn tả được. Ở đây nhiều gà lắm. Chua chua mà nó ngọt lắm. Chấm thử coi sao. Đi ra. Ra được hết. Ăn nữa. Mấy cái trái mà nó còn xanh xanh vậy nè, nó không được màu cam vậy á, thì nó sẽ chua hơn. Nhưng mà không chua lắm đâu, ngọt lắm. Chỉ chua vừa ngọt. Hả? Ok, ăn cái này là chính rồi. Ngon quá. Nhớ tuổi thơ quá. Đâu có nồng nữa để ăn. Ngoài nắp sẽ bị đen lưỡi. Người thường người ta sẽ ăn là người ta bỏ vào tô, không mà người ta cho muối là không, người ta cộng cộng lên rồi người ta ăn. Ai hút thì mà. Tại vì trộn khi là muối không đều ăn ức chế. Cái trái mình muốn ăn mặn nó không mặn. Nó là lạc thì ức chế. Cái trái này mình có thể ăn được rất là nhiều. Tại vì nó toàn hộp không à, mình chỉ ăn được một ít ở ngoài thôi. Nó chát chát ngọt ngọt, có vị đặc trưng của nó thôi.
Gà mình với lại nhà hàng xóm nuôi nhiều gà lắm, người đó cứ gáy hoài à. Nên mình không thể ngăn được sự tiếng ồn này. Đã thèm gì đâu luôn á. Chuyển qua ăn cái này cho nó bớt chát. Ok, và clip của mình đến đây cũng hết rồi. Bye bye.